Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học các công cụ trong bộ công cụ Modify Tools, đó là lệnh Offset, Mirror and Rotate. Nội dung bài học sẽ bao gồm hướng dẫn thao tác lệnh Offset, Mirror, Rotate và một số lưu ý khi thực hiện lệnh. Quay trở lại với file mẫu RAC Advanced Sample Project. Trong bài học trước, mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng các lệnh Align, Move và Copy. Thì hôm nay chúng ta sẽ học các lệnh như là Offset, hai lệnh Mirror và lệnh Rotate. Đầu tiên sẽ là lệnh offset. Lệnh offset tức là lệnh giúp các bạn tạo ra một cái đối tượng mới như là đường thẳng, tường từ một cái đối tượng có sẵn và cách cái đối tượng đấy một khoảng song song là bao nhiêu đấy. Đấy, các bạn có thể thấy hình ảnh như này. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Giả sử mình muốn tạo ra một bức tường, những bức tường này chẳng hạn nhá. Bức tường này, một bức tường mới song song với bức tường này. Và cách bức tường ấy, bức tường cũ này một khoảng đó là 1,5 m đi. Chưa? Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn sẽ chọn lệnh offset, lệnh tắt là OF. Được chưa? Sau đấy thì các bạn sẽ thiết lập này. Ở đây nó sẽ có hai cái kiểu offset. Offset đầu tiên là graphical. Graphical này tức là chúng ta sẽ thiết lập cái khoảng cách giữa đối tượng mới so với đối tượng cũ bằng cách kích chuột. Thì chúng ta sẽ kích chuột vào điểm này để kéo ra điểm kia. Còn nếu các bạn chọn numerical thì các bạn sẽ thiết lập nó theo khoảng cách. Đấy. Thì thường chúng ta sẽ sử dụng cái numerical này nhiều hơn, tức là chúng ta thiết lập cái đối tượng mới nó tạo ra cách một khoảng bao nhiêu đấy thì nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều. Còn tất nhiên là đôi khi chúng ta cũng sẽ sử dụng graphical. Ở đây thì mình sẽ chọn graphical nhá, thử hiện cái lệnh này trước. Tiếp theo là nó sẽ có cái thiết lập và thiết lập copy. Đó là nếu các bạn mà kích vào copy thì nó sẽ tạo cho bạn một đối tượng mới. Còn nếu các bạn không sử dụng copy thì nó chỉ đơn thuần đó là di chuyển cái đối tượng của bạn ra một cái khoảng song song và cách bao nhiêu đấy mà thôi. Được chưa ạ? Đấy, nó chỉ có là cái là copy và không copy mà thôi. Thì chúng ta cũng thực hiện lại nha. Ở đây mình sẽ chọn là graphical. Ok chưa? Sau cái đấy mình sẽ chọn đối tượng này. Kích vào đối tượng. Bắt đầu nó sẽ cho mình kích vào một cái điểm mốc. Đấy, mình giả sử mình kích vào cái điểm sát mép tường này chẳng hạn. Kích vào đây. Được chưa? Sau đấy mình đưa kéo ra. Đấy, mình kéo ra. Thì các bạn có thể nhập số. Giả sử mình sẽ cho bức tường mới cách khoảng 1,5 m. Mình ấn 1,5 m. Mình enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Hoặc nếu các bạn mà không muốn ấn số thì các bạn có thể kích chuột. Các bạn kích vào đây này. Đấy, các bạn kích vào đây xong kéo ra đây. Cũng được. Được chưa? Ok. Còn nếu mà các bạn chọn chế độ numerical thì đơn giản hơn thôi. Các bạn chỉ việc kích vào numerical. Các bạn thiết lập đây là 1,5 m chẳng hạn. Được chưa? Rồi đấy, các bạn kích vào đối tượng. Đấy, thì các bạn thấy này, với cái lệnh này thì nó sẽ cho chúng ta hai lựa chọn. Đó là chúng ta sẽ tạo ra cái phiên bản song song ở phía bên nào. Đấy, các bạn thấy có đường đứt đứt không? Đấy, nếu các bạn đưa chuột sang phùng bên này thì nó sang bên này. Còn đưa chuột sang bên này thì sang bên này. Giả sử mình muốn tạo bức tường mới ở phía bên này thì mình đưa sang đây và mình kích chuột thôi. Đấy, bạn thấy chưa nhỉ? Đấy, thì đấy là cái lệnh offset mà thôi nhá. Được chưa? Rồi, thì cái lệnh tiếp theo là gì? Lệnh tiếp theo chính là lệnh mirror, tức là lệnh đối xứng. Trong mirror thì nó sẽ có hai loại mirror. Mirror đầu tiên đó là pick axis. Cái lệnh này có phím tắt là mm. Cái lệnh này nó sẽ giúp các bạn tạo ra một đối tượng đối xứng bằng cách kích chọn vào trục đối xứng. Đấy, kích chuột vào trục đối xứng. Thế nên nó mới có tên là pick axis. Giả sử nhá, mình muốn tạo ra một cái bàn, bộ bàn ghế nó đối xứng sang bên này. À, có thể là đối xứng sang bên này đi, đối xứng với bức tường này nhá chẳng hạn. Thì mình sẽ thực hiện lại như sau. Mình sẽ chọn đối tượng này. Mình chọn lệnh mirror pick axis, lệnh tắt là mm. Được chưa? Ở đây thì nó cũng sẽ có lựa chọn copy hay không copy, tức là các bạn muốn sao chép cái đối tượng này thành một đối tượng mới sang bên này hay là chỉ đơn thuần là di chuyển sang. Đấy, cái này thì dễ rồi nhá. Thì sau đấy thì mình sẽ chọn cái tâm đối xứng, cái trục đối xứng. Thì giả sử như mình sẽ chọn cái tâm là cái trục chính giữa bức tường này như này ạ. Hoặc các bạn có thể ấn tab nhé, như mình nói. Đây, giả sử đây, kích vào. Các bạn thấy chưa? Ngay lập tức chúng ta đã tạo ra được một cái bàn mới ở phía bên này đối xứng với bàn của bộ bàn cũ này. Được chưa? Còn cái lệnh mirror draw axis này thì nó chỉ khác cái chỗ là ở đây chúng ta không có trục để chúng ta kích mà chúng ta phải vẽ cái trục này ra. Đấy, giả sử như mình chọn cái bàn này, mình chọn cái lệnh này. Mình cũng chọn copy, sau đấy mình có thể vẽ một cái đường trục, có thể là được một đường trục chéo tùy các bạn. Đấy, hoặc được trục thẳng tùy nhá.
nhớ được trục thẳng này. Đấy, bạn thấy chưa? Đấy, thì hai cái lệnh này nó chỉ có điểm khác biệt này thôi. Thì thường thì nếu các bạn mà có trục sẵn thì các bạn chọn lệnh tích, còn nếu các bạn không có trục thì chúng ta vẽ theo cái này. Được chưa? Rồi. Rồi nhá, còn cái lệnh cuối cùng là lệnh xoay thôi. Cái lệnh xoay này trong Revit thực hiện cũng rất là dễ. Đó là giả sử mình muốn xoay cái bàn này nó không phải là xếp vuông góc thế này mà nó hơi nghiêng đi một góc bao nhiêu độ đấy. Thì mình chọn cái bàn này và mình chọn lệnh xoay. Đấy. Cái lệnh xoay này nó sẽ có đặc điểm là chúng ta sẽ có tâm xoay và trục xoay. Tâm xoay chính là cái điểm xanh này và trục xoay là đây. Và thường thì tâm xoay nó sẽ đặt ở chính tâm của đối tượng. Thì các bạn có thể đó là lựa chọn là copy. Được chưa? Giả sử mình sẽ tạo ra cái bàn mới, nhưng ở đây thì mình chỉ xoay đơn thuần nên mình không copy. Các bạn có thể đó là disjoint này, các bạn biết rồi nhá, đó là phá vỡ liên kết thôi. Trong một vài trường hợp phải phá vỡ liên kết. Cái này không quan trọng ở trong trường hợp này rồi. Thì cái này các bạn có thể nhập góc này, ví dụ mình gặp 45 độ. Enter. Đấy, các bạn thấy không? Cái bàn chúng ta đã xoay. Đấy. Hoặc các bạn không muốn nhập số chẳng hạn nhá, không muốn nhập số thì các bạn có thể là đầu tiên chúng ta có tâm xoay đúng không? Trục xoay rồi. Thì chúng ta tìm ra một cái đường để chúng ta làm căn cứ. Giả sử mình sẽ lấy cái đường vuông góc này. Đấy, kích vào đây. Được chưa? Sau đấy các bạn có thể xoay như này. Đấy. Và các bạn có thể nhập số, giả sử như 45. Enter. Bạn thấy chưa nhỉ? Đấy. Ở trong một vài trường hợp nhé, giả sử chúng ta có một đối tượng bị nghiêng như này nhé, giả sử mình có một cái đường nó nghiêng nhỉ, nó vẽ đường nghiêng đây. Được chưa? Thì giả sử nhá, cái bàn của mình nó cái bàn này, mình sẽ cho cái đường này nó ra đây chẳng hạn. Ví dụ như mình sẽ có một cái điểm đây. Ok chưa? Thì giả sử mình muốn xoay cái bàn này theo cái đường nghiêng này nhá, thì chúng ta sẽ chọn như này. Mình chọn lệnh xoay này, mình chọn rotate RO. Thì nếu các bạn chỉ tâm xoay trục xoay đây thì chúng ta sẽ không thể xoay được theo trục này. Thì nó sẽ có một cái nút là nút place. Cái nút này nó cho phép các bạn đặt lại cái tâm xoay và trục xoay của mình. Các bạn kích vào đây. Sau đấy các bạn đưa chuột đến cái vị trí tâm xoay và các bạn trục xoay. Giả sử mình chọn là cái tâm này. Được chưa? Kích vào đây. Đấy. Thì bạn thấy tâm xoay chúng ta đã về đây rồi. Bây giờ các bạn chỉ việc chọn cái trục xoay này. Xong xoay nó mà thôi. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Thì đấy là cái lệnh rotate. Rất là dễ đúng không nhỉ? Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái lệnh offset, mirror và rotate. Ba lệnh này thì cũng rất là dễ thôi và các bạn sẽ có thể thực hành nó rất là thành thạo trong một vài thời gian ngắn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.